À, nhiều nhóm à, quý cô tập trung lại để tu tập thấy rất là hay nên à, nhà nào rộng rộng mà có người ta đến mà niệm phật được gì tuyệt vời lắm nên à, đây là cũng là à, đại phước báo nhân duyên đặc biệt nên ta đến nhà mình à, Người ta niệm phật khi ta đến niệm phật thì mình cũng có cơ hội để ăn uống cho người ta luôn tu duyên tu phước quý vị ừ. nên nhìn bên ngoài nhìn vào thì tưởng đâu là cũng bận bị và mất công nhưng mà mình là người học phật pháp thì mình thấy đây là cách để tu duyên tu phước thù thắng mà đãi cho mấy người mà niệm phật đồ mà đến niệm phật đồ mà đồ ăn đủ uống cho họ mà à, đãi ngon ngon cho họ ăn cũng đặc biệt lắm mai mốt họ đến rất là đông à, nên từ nơi đó mà tại vì niệm phật sẽ làm phật mà mình đãi cho những vị phật tương lai à, nên thấy gia đình cô phương nên mấy cô tập trung nhìn ta tu nguyên vàng mấy cô nhà đức cũng thấy nên từ nơi đó mà quý cô làm gì thấy cũng hay chị em nó cũng được gặp nhau từng lần còn nếu mà ai bận thì cứ ở nhà mình tu thôi nên như đức nói rằng mình có được cái râm này mình tu giống như cảm ơn phật bồ tát cảm ơn chúng sanh cho mình được cái đậu tràng trên không trung này đặc biệt quá rõ ràng quý vị khi mình uh, niệm phật lễ phật tự nhiên cái tâm mà biết ơn mình nó sanh ra chân thật đây là một trăm luôn chỉ có niệm phật lễ phật thôi nếu như mà những đức mà không niệm phật lễ phật thì dù có nói cảm ơn cái chăng nữa nó cũng chưa chắc thật nó không thật từ tâm quý vị cái miệng cái khi mình nói cảm ơn nhưng mà tâm mình nó không vui hoặc là thấy mình bị thiệt thòi Nên cái cách mà để phát tâm Phật Hay nhất là bằng Phương pháp niệm Phật lễ Phật Lễ Phật là hay nhất Vì khi mình lễ Phật giống mình cúi đầu với Phật Tại Phàm Phu quý vị Mình cúi đầu với chúng sanh mình chưa thật lòng cúi đầu đâu. Nhưng mình cúi đầu với Phật rồi mình sanh cái tâm Phật. Mà cái tâm Phật là chữ nhẫn nó phát mạnh lên Thì lúc đó mình Thật sự mình thấy mình Mình nhiều cái sai à, Đã là nhiều cái sai rồi Thì mình có lỗi Mình sai thì mình phải có lỗi vì Thì đã là có lỗi Thì mình phải xin lỗi và sám hối Sửa đổi lỗi lầm Cái đó là chân thật luôn Mà phải niệm Phật lễ Phật để sanh tâm Phật Thì lúc đó nó mới thật lòng Giờ này như Đức nói chuyện quý vị giống như Đức đang quỳ mà quỳ quỳ ngồi nên giống như cái tâm của mình tự nhiên mình đang niệm phật lễ phật mình sanh một cái tâm rằng là mình có lỗi và mình phải sửa đổi lỗi lầm và bản thân mình thấy rằng là tất cả cái thuận cái nghịch đều là nhân duyên trong cuộc đời này nếu mình cho nó là nghịch thì nó hoàn toàn là nghịch hết còn nếu như mình cho nó là thuận là phật bồ tát giúp đỡ mình thì đó là phật bồ tát giúp đỡ mình nên từ nơi đó mà những đức thấy rằng là Phật Bồ Tát rất thương mình và chúng sanh rất thương mình nên từ nơi đó mà mình mới có cái đạo tràng trên không chung này để mà mình cùng tu tập. Rồi trong thời điểm này mà mình mới được tu được ngày 4 năm thờ. và khi mỗi ngày mà được niệm Phật lễ Phật với quý vị, đây là cái điều hạnh phúc nhất, đặc biệt tuyệt vời. Nếu mà không có cái đạo tràng trên không chung này chắc là bản thân những thức sẽ rất là buồn, thật sự, buồn lắm. Và một mình mình kêu mình mà tu tập đồ thì thật sự nó cũng là chưa chắc được như là bây giờ mà mình ngày 4 năm thời mà tu nó an lạc tại vì chỉ có mình mình thôi tu nó không có lực quý vị nên đây là cái tâm mà thật sự mình thành tâm thành ý mình mình cũng là cái tâm mà gọi là biết ơn biết ơn thật sự bằng cả tấm lòng nên nó giống như à, à, mình biết ơn trên là hòa thượng đã cho mình cơ hội đã được ở trong chùa 10 năm phục vụ chúng sanh cảm ơn những người đem Pháp môn tịnh độ giới thiệu cho mình như đại lão và thượng tịnh không những đức đã từng nghe ngài giảng và đến chùa quán âm được thầy dạy cho Pháp môn niệm phật nên từ nữa mình sanh một cái tâm cảm ơn quý vị bằng cả tấm lòng của mình và khi ở trong chùa thì được tất cả các huynh đệ giúp đỡ hỗ trợ mình chung tay với mình để nuôi người già và đem Pháp môn tịnh độ giới thiệu mình mang cái tâm chân thật mình cảm ơn và từ bây giờ dù mình làm cư sĩ bản thân mình cả đời mình sẽ niệm Phật đem pháp môn tịnh độ giới thiệu để mà trả ơn cho họ. Thật sự chỉ có đem Phật pháp đem pháp môn tịnh độ giới thiệu mới thật sự là báo ơn quý vị. Vì đây là chúng ta giống như phát triển được cái huệ mạng làm Phật. Đây là cái quan trọng nhất mà trả ơn cho chúng sanh. Rồi thêm cái nữa là mình cảm ơn tất cả những người làm YouTube. Chính bản thân họ cũng là người hỗ trợ những đức để đem pháp môn tịnh độ giới thiệu 100%. Từ là những người dù là giúp đỡ Hay những người đã từng Thí dụ như cũng gầy nói mình nãy kia Nhưng mình đều cảm ơn Những đức nghĩ rằng đây là Từ duyên thuận và duyên nghịch Để hỗ trợ cho những đức sau này đem pháp môn Tình độ giới thiệu Những đức thấy rằng là mặt thuận Có khi độ xanh còn ít hơn là mặt nghịch Vì mặt nghịch rất nhiều người Người ta được biết những đức Mà nếu như cái đà những đức cứ tu tập Niệm Phật, lễ Phật gì Thì về sau đó là những việc mà có thể giúp đỡ cho những người đã từng gầy mình đã từng nói mình. Đó là cái đặc biệt. Nên tất cả các anh YouTube đều là những người bạn đã giúp đỡ những đức hỗ trợ những đức để đem pháp môn tình độ này giới thiệu. Chỉ tất cả những người biết những đức qua mặt thuận thì cũng niệm Phật, mà những người biết qua những đức mặt nghịch thì chắc chắn họ cũng là biết người này niệm Phật. Chỉ cần cái tâm họ biết người này niệm Phật thôi thì cái danh hiệu Phật nó lọt vào tâm họ. Nên những đức thật sự mà nói là đang nói chuyện với vị là đang quỳ. Giống như bản thân của mình xin lỗi tất cả những điều mình đã từng phạm phải sai lầm. Từ người khi me mình đã lỡ lờ tất cả những gì mình sai lầm. Với tất cả chúng sanh trong cõi này và những đức nói rằng mình muốn cuộc đời của mình giống như tất cả những điều lỗi lầm mình đều xin sám hối. Và mình mong được chuyển cái nghiệp qua cái thuận tâm đối với tất cả chúng sanh. Nên tất cả những anh làm Youtube, những chị làm Youtube đều là những người bạn có những đức. Từ hôm nay cả cuộc đời tới chết đi, bản thân mình sẽ cảm ơn họ. Để chung tay với mình để đem pháp môn tình độ giới thiệu. Mong rằng cái cái pháp môn tình độ này lan tỏa. Và tất cả chúng sanh đều biết Phật Pháp, đều hiểu nhân quả. Và con người có thể sống được hạnh phúc. Thật sự mà nói cuộc đời mình đến đây mình được làm những việc này. Mình thấy rất là mừng. Như thời gian lúc trước mình cũng có cái tâm muốn giúp chúng sanh. Nhưng mà mình nhìn, mình mình nghĩ lại Bản thân mình còn rất nhiều lỗi lầm và kiêu ngạo Ta đây Nói những chuyện, cái lời nói, hành động, việc làm của mình Rất là nhiều điều sai Và nói chuyện có khi không hiểu được cảm nhận của người khác Nên từ hôm nay bản thân mình Có được thời gian tu tập niệm Phật lễ Phật Mình thấy bản thân mình sai rất là nhiều Nên chỉ có một cái tâm là Thật sự xin lỗi và dám hỏi để mong rằng bản thân mình từ hôm nay chăng thật lo niệm Phật lễ Phật tu hành đến hết cuộc đời của mình đem có môn tịnh độ giới thiệu nên những đức nói rằng rất là cảm ơn tất cả các anh làm youtube đã hỗ trợ những đức một tay rất lớn để đem bóng môn tịnh độ này giới thiệu đây là bằng cái tấm lòng chăng thật khi mình vừa tu xong với việc thật sự một con người vừa niệm Phật lễ Phật xong thì cái tâm của mình nói ra rất chân thật nó không có giải dối được Tại vì mình vừa niệm Phật lễ Phật xong mà Mình nói những lời giả dối miệng nói như vậy Tâm khác thì nó không đúng cái lương tâm của mình là người niệm Phật đâu quý vị Đây là lời nói rất chân thật Ví dụ như tất cả những anh làm Youtube Như đây đó cả Mao hay Nhất Phương hay tất cả Phát TV hay nhiều người đã làm Youtube Nên những đức nếu có cái gì mà không phải có lỗi lầm những đức hoàn toàn xin lỗi Và những đức luôn luôn chuyển cái tâm chúng ta đều là bạn từ bây giờ đến hết cuộc đời mình. Nhân Đức bây giờ cũng làm cư sĩ, chúng ta là những người bạn để cùng làm sao để tô điểm cho cái cuộc sống và cái xã hội chúng ta càng ngày càng tốt hơn. Mong rằng đó là cái tâm chân thật để mong chúng ta là những người bạn cư sĩ để cùng hướng đến đạo Pháp, làm sao cho mọi người càng ngày càng tốt đẹp hơn. Đó là bằng một cái tấm lòng rất chân thật. Nguyện tâm bảo giáo hộ cho quý vị, mọi người đều gặp được pháp môn niệm Phật, chân thật niệm Phật và hướng về thế giới cực lạc khi bỏ báo thân này chúng ta đều hẹn gặp ở thế giới cực lạc chúc quý vị an lạc a di đà phật a di đà phật a di đà phật